các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Rồi, nghe rõ không? Dạ vâng. Thỉnh phép làm ăn bên mình lâu chưa? Con thỉnh một lần là năm ngoái. Năm ngoái à? Thỉnh năm ngoái, thế từ cái đợt đó thỉnh xong là bây giờ báo cáo đây nào, thấy thỉnh xong là công việc có tốt hơn không hay như thế nào? Con cũng nói chung là công việc nó sẽ cũng thuận lợi nhiều hơn đấy. Thuận lợi nhiều hơn. Thuận lợi có nghĩa là cái trong cái công việc của bạn nó gặp được nhiều may mắn hơn đúng không? Dạ vâng. Lương thưởng nó tăng đúng không? Dạ vâng. Và mọi sự nó đều đặn Nó đều đặn hơn, tốt hơn. Thế là đây là một cái điều thực sự là chúc mừng rồi. Đấy. Nhưng bây giờ là thấy là phép hết tác dụng rồi đúng không? Vâng, hết rồi. Hết tác dụng thì phép chỉ có một năm thôi. Tác dụng một năm thôi, năm ngoái thỉnh rồi thì năm nay lại phải thỉnh lại. Bây giờ đủ tiền mua nhà rồi à? Nói chung mua cái nhà bé bé. Mua nhà bé bé. Năm nay mới có 26 tuổi đã đủ tiền mua nhà rồi. Quá đẳng cấp luôn. Cái nhà bé tí. Nhưng mà nói chung là đấy cũng là cố gắng của mình thôi. Còn thì bắt mua nhà ấy thì cũng không gọi thầy về nhập trại kết hôn về đấy thì cũng không tự mình thắp hương thôi. Được. Nói chung là tâm thành là được rồi. Ý niệm của mình tốt, tâm của mình thành thật là về trên chứng cho rồi. Thành hoàn bảng thổ cũng như là cho các chư vị tôn thần hay nhà tiền chủ hậu chủ cũng đều chứng giám cho rồi nhé. Yeah. Dạ vâng. Còn muốn may mắn thêm thì thỉnh đi nhé. Yeah. Dạ vâng. Thế thì để tí con chuyển khoản cho thầy nhé. Xong rồi thầy đấy chuyển khoản rồi gửi lại thông tin đi, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nhận bưu phẩm và số điện thoại rồi làm cho nhé. Dạ vâng. Thế nhá, nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Cảm ơn cho thầy ạ. Rồi năm ngoái thỉnh phép bên mình rồi à? Dạ vâng, năm ngoái em thỉnh rồi ạ. Năm ngoái làm ăn được không? À, cũng được thầy ạ. Nhưng mà từ khi thỉnh phép xong là đây là một cái phản hồi tốt, từ khi thỉnh phép xong là thấy công việc như nào? Năm ngoái em thỉnh thì gọi chung em bán hàng thì gọi chung là bán đâu hết đấy thầy ạ. Chung là em thấy cũng ok, nhưng mà nếu mà kiểu là kiểu bên này nó không thờ cúng được ấy, nên là làm cái kia thì em nghĩ là nó cũng linh bạc, nếu mình thờ cúng được á thì phải bảo bắt đầu ấy. Lúc đầu mình bảo là cái phép đó tốt nhất là đặt lên bàn thờ thì tốt nhất đúng không? Nhưng mà bạn không có bàn thờ thôi, bạn bỏ bên cạnh, bỏ vào phí túi sách cũng được, nhưng mà để xong là vẫn thấy linh ứng như thường, bán đâu hết đó đúng không? Vâng. Thế năm nay em phải muốn thỉnh tiếp, nhưng mà không biết là năm nay, năm ngoái thầy bảo em bảo là năm ngoái có hỏi thầy có nhập hàng, thầy bảo là không làm ăn được á. Năm nay không biết là em muốn nhập hàng, không biết có làm ăn được không ấy. Đợt dịch corona này nó hết rồi. Thì bây giờ thỉnh phép xong là có thể mua nhập hàng vào mà bán bình thường thôi nhá. Phép năm nay cực mạnh, mạnh hơn năm trước rất là nhiều. À thế ạ, thầy. Chứ cái đấy có phải năm ngoái thì em để, thầy bảo em để ở trong bếp ấy. Em để dưới gầm bếp ấy, nhưng mà năm nay có để được ở điện thoại hay là cái gì không thầy? Được, được. Em không có ví, không dùng ví hay gì cả ấy. Nhận được mình sẽ hướng dẫn nhá, nhận được mình sẽ hướng dẫn để làm sao cho vị trí là tốt nhất nhá. Thế năm ngoái thỉnh phép xong rồi kiếm được thêm bao nhiêu tiền, mấy trăm triệu hay mấy tỷ? Năm ngoái em cũng chỉ bán kiểu bán ở nhà, bán online, biết đi em có đi làm thêm thôi ấy, nhưng gọi chung là bán thêm, nhưng gọi chung là bán đâu được hết, gọi chung là không bị dư bị ế gì hết thầy. Đấy. Năm nay em ở nhà thì em lại muốn nhập hàng về bán ấy, để đi phí em không có đi làm ở bên ngoài á. Nhưng mà muốn nhập hàng về nhà bán ấy thầy. Phép năm nay thì mạnh hơn rất, phép năm nay mạnh hơn rất là nhiều. Rồi gửi thông tin là mình sẽ thỉnh lại cho thôi nhé. Dạ vâng ạ. Giờ đang chăm con à? Con mấy tháng rồi? Vâng, em đang chăm con, em mới sinh hơn 1 tháng thôi thầy. Vậy thôi cứ cố gắng cho cháu cứng cáp một xíu xíu nữa. Tính toán vừa thôi, chăm con mới là chủ yếu nhé. Còn dạ, vâng. Còn tiền nhưng thì làm. Cái ấy gửi gì nhỉ? Cái phép đấy phải đi gửi bưu điện, không biết là có gửi chuyển phát qua sang bên này được không? Được, Hàn Quốc hay Nhật Bản? À, thế tầm bao nhiêu ngày nhận được ạ? Tầm chưa đến một tuần đâu, 4-5 ngày thôi nhá, cứ ghi đầy đủ thông tin. Đúng rồi. Mình nhưng mà địa chỉ là mình ghi bằng tiếng Anh thì thấy. Để mình nói này, mình gửi cho rất nhiều nơi, nước ngoài này, Anh, Mỹ, Pháp, Canada, rồi Thái Lan, nói chung là tất cả các nước đều viết phiên âm tiếng Anh dùm mình, rồi mình sẽ gửi qua bên đó cho. Vâng, phiên âm tiếng Anh ạ. Em không biết tiếng Anh là gì, vâng, thế để em đi hỏi. Bạn đang ở nước nào?
Em đang ở Hàn nhưng mà ở Hàn Quốc đấy, ví dụ là kiểu gì á? ở Hàn Quốc ví dụ là cái gì nhỉ? Korea cái gì gì đấy, Busan này cái gì gì đó, viết đều là phiên âm tiếng Anh họ biết hết nhá. À, nhưng mà viết chuẩn thì nó đúng thầy, Đúng rồi, để em viết đi hỏi chuẩn, viết chuẩn số viết nhà. chuẩn địa chỉ nhà đấy thì ở Đúng địa chỉ rồi. nhà bằng tiếng Anh như thế. Đúng rồi, và kèm theo số phone nữa là mình gửi phép lộc làm ăn qua đó cho bạn được ngay mà. Dạ vâng ạ. Thế có gì nhắn em nhắn tin cho thầy nhá, xem giá cả thế nào thì báo em nhá, để em còn đi hỏi cái tiếng Anh thì em không biết ý. Rồi Em không biết ok phiên âm tiếng nhá. Anh đâu, kiểu gì cái địa chỉ nhà của em á. Rồi ok nhá. Dạ vâng ạ. Chào bạn.